Thưa quý vị, với các môn học khoa học xã hội như là ngữ văn, lịch sử thì chúng ta đã quá quen thuộc với cách giảng dạy truyền thống là ghi chép và ghi nhớ những kiến thức có trong sách giáo khoa. Thế nhưng quý vị nghĩ sao ạ? Khi mà giờ đây vẫn là những kiến thức ấy nhưng sẽ được các bạn học sinh tự thực hiện, tự lĩnh hội với sự dẫn dắt của các thầy cô thông qua những vlog hay là những ấn phẩm online tự thiết kế. Trong hashtag 247 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ngôi trường phổ thông tại thành phố Hà Nội để cùng tìm hiểu về mô hình vô cùng độc đáo này nha. Một buổi trình bày dự án văn thuyết minh nằm trong khuôn khổ buổi tổng kết các môn xã hội của thầy và trò trường Trung học phổ thông FPT. Sự tự tin và hứng khởi được những cô cậu học trò cũng là chủ nhân của các dự án xuất sắc nhất thể hiện khi giới thiệu với thầy cô và bạn bè. Không phải là những bài văn thuyết minh đơn thuần, giờ đây đề tài ấy sẽ được thực hiện nhờ ứng dụng từ các kiến thức tin học, dựng phim cùng sự tìm tòi và học hỏi trên Internet. Cách thể hiện mới, sáng tạo và hấp dẫn bằng hình thức như vlog, lồng tiếng truyện tranh chính là chất xúc tác để truyền cảm hứng tiếp thu kiến thức. Như trong video này, các món ăn nổi tiếng như phở Bát Đàn, bún đậu Hàng Khay đã xuất hiện với hình ảnh và lời giới thiệu đầy hấp dẫn của các bạn học sinh. Em cũng mong là truyền tải được tới các bạn ẩm thực Hà Nội, các bạn có thể đến và cảm nhận được những hương vị và món ăn của nơi đây. Tiếp theo là hiểu được thêm về văn thuyết minh và các bạn có thể biết được nó không nhàm chán và các bạn hiểu được sự sáng tạo của môn học này cũng như mang lại cảm hứng. Ở trường Trung học phổ thông FPT thì chúng em được học rất nhiều môn học về kỹ năng mềm, trong đó thì có hợp tác và làm việc nhóm, môn thuyết trình và trong đó thì có cả tin học nữa, đã giúp đỡ chúng em trong cái quá trình dựng phim, quay phim và để cho các thước phim nó sinh động hơn, tiếp cận với được nhiều người xem hơn. Bản chất môn ngữ văn là môn học giúp học sinh phát triển khả năng về ngôn từ, diễn đạt, khả năng cảm nhận, thấu hiểu, phân tích, đánh giá, rèn luyện tư duy ngôn ngữ. Những tác phẩm văn học là sự sáng tạo nghệ thuật có dụng ý của mỗi tác giả. Do vậy, nếu đứng ở góc độ là một người khám phá khi học văn, mọi thứ sẽ được tiếp nhận hoàn toàn khác. Trong quá trình thực hiện, các bạn có thể thể thỏa sức sáng tạo về phần hình ảnh này, về phần âm thanh, thậm chí là các bạn hoàn toàn có thể tự dàn dựng thành những cái video hay là thực hiện những cái poster. Bởi vậy mà trong quá trình đó thì cái năng lực sáng tạo, cái khả năng thuyết trình này, hay thậm chí là cả cái việc xây dựng thiết kế cái video của các bạn được phát huy đến mức mình nghĩ là có thể là tối đa được rồi. Một góc khác trong buổi tổng kết năm học tại trường Trung học phổ thông FPT. Kiến thức lịch sử tưởng chừng rất khó nhớ với những dữ kiện và con số khô khan. Giờ đây đã được các bạn học sinh minh họa một cách sinh động và hấp dẫn với những trang truyện tranh online trên công cụ StoryJumper. Đây là một ứng dụng viết sách truyện cho phép học sinh chèn ảnh, hình minh họa, câu chữ và cả ghi âm của người dẫn truyện. Với những tính năng này, các em có thể thỏa sức sáng tạo để kể lại diễn biến của sự kiện lịch sử khi mình tìm hiểu. Nhờ các phần mềm chỉnh sửa ảnh như kiểu là Photoshop hay là các phần mềm đơn giản hơn, Canva hay là ngay cả ứng dụng PowerPoint thì bọn em thiết kế các bìa sách, thiết kế các bức ảnh hoặc là những cái phần mà có thể làm ngắn gọn cái chiều kiến thức đấy đi để người đọc có thể tiếp thu một cái lượng kiến thức mà kiểu cảm thấy không nhàm chán và nó logic hơn ạ. Việc tiếp cận những ấn phẩm cũng rất dễ dàng. Bên cạnh đường link thì chỉ cần quét mã QR như thế này, những trang truyện lịch sử sẽ được tải xuống trên các thiết bị điện thoại hay máy tính bảng. Thế nhưng, với các học sinh thực hiện dự án, lợi ích còn nhiều hơn thế nữa. Nhất là cái việc lưu trên ebook thì nó giảm kiểu khá nhiều về giấy tờ các thứ ấy. Thì nó một phần giúp đỡ đến môi trường. Và thứ hai là lưu trữ trên máy tính ấy, thì nó có lưu trữ ở nhiều nơi, nó phòng tránh được cái việc mất thông tin cũng như là bị xóa. Quý vị biết không ạ, bên cạnh những ấn phẩm lịch sử online thì ngày hôm nay các bạn học sinh còn được hóa thân thành những nhân vật lịch sử. Và không biết là ngày hôm nay các bạn sẽ diễn lại cái bối cảnh nào cho lịch sử? Em thưa anh, hôm nay bọn em đang diễn lại vở kịch diễn ra lại cuộc chiến năm 938 trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền ạ. Và em đang đóng vai là tướng Đỗ Cảnh Thạc, một trong năm tướng lĩnh của Ngô Quyền. Và cái cảm giác hôm nay các bạn trở thành những vị anh hùng lịch sử thì các bạn cảm thấy như nào? Với em thì em cảm thấy rất là tự hào và được khi được là một trong năm tướng lĩnh mà diễn lại những cái cảnh hào hùng, những chiến thắng của chúng ta. Và đó là một chiến thắng là mở ra một thời kỳ mới và chấm dứt 1.000 năm đô hộ của Bắc thuộc ạ. Sau những cái vở kịch này, bạn cảm thấy những cái môn lịch sử nó còn khó học hay không? Với em thì môn lịch sử chưa từng là khó học ạ. Nhưng mà đến bây giờ thì cảm giác nó sẽ rất là dễ truyền đạt qua những vở kịch này hơn ạ. Vâng, cảm ơn bạn và chúc các bạn sẽ có một biểu diễn thật là tốt ngày hôm nay. Việc lấy người học làm trung tâm với những ứng dụng công nghệ thực tế đã mang lại một môi trường học tập chủ động và hiện đại, khơi gợi niềm đam mê với tri thức của học sinh.